Trên hàng 3 của đội Bỉ và Anh vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 7. Thất bại ở vòng bán kết và vụt mất cơ hội tranh ngôi vô địch, nhưng không phải cơ hội của Bỉ và Anh tại World Cup 2018 đã chấm dứt khi họ còn một trận trên hàng 3 hôm nay. Đội tuyển Bỉ sở hữu các cầu thủ và thiên về chiến thuật tấn công, nên trong đội hình của huấn luyện viên Roberto Martini dự định sẽ tung ra sân trong trận đấu nắm lấy danh dự cuối cùng tại World Cup 2018 của Quỷ Đỏ sẽ bao gồm các cầu thủ chất lượng nhất, hay nói cách khác là lực lượng mạnh mẽ nhất. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Bỉ đã trải qua một mùa World Cup 2018 cực kỳ thành công khi đi đến được trận tranh hạng 3 sau thất bại không đáng trước Pháp ở trận bán kết. Nhưng suy cho cùng, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, nên bằng mọi giá Bỉ sẽ diễn một màn cuối cùng vô cùng sinh động nhưng không kém phần khốc liệt với bạn đồng hành của mình là Rotia để tranh chiếc huy chương đồng danh dự. Đội tuyển Anh dù phải dừng giấc mộng vô địch World Cup 2018 sau khi bị Rotia đánh bại tại bán kết một cách không thể đáng buồn hơn. Cơ hội của Anh để đem một danh hiệu về cho quốc gia vẫn chưa hẳn là hết khi trận đấu sắp tới đây họ sẽ lại một lần nữa chạm trán Bỉ tại trận đấu tranh hạng 3. Đây là lần hiếm hoi các đội từng đứng chung vòng bảng lại có cuộc so tài thứ hai trong cùng một giải đấu World Cup. Nhìn chung Anh và Bỉ có một mối quan hệ thân thiết, nhưng khi Bỉ hạ bệ Anh ở trận cuối cùng ở vòng bảng thì đây chính là thời cơ để Anh trả thù và lấy lại danh dự đã mất trước đó. Trong trận tranh huy chương đồng hôm nay, bắt buộc tâm sư phải chơi bóng một cách nghiêm túc, rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đó và đặc biệt không được tỏ ra khinh địch vì Bỉ cũng như Rotia. Có một lịch sử đối đầu Bỉ và Anh mà phần lớn chiến thắng nghiêng hết về phía sư tử Anh. Do đó nếu không muốn đạp vào vết xe đổ ở trận bán kết thì bắt buộc ông Southgate phải có một phương án thay thế cũng như thay đổi thái độ thi đấu quá an phận của các học trò khi họ đang ngủ quên trên chiến thắng. Vì đây là lần đầu tiên sau hơn 48 năm Anh mới đặt chân đến tận trận tranh hạng 3 của một kỳ bóng đá thế giới. Trong lịch sử đối đầu Bỉ và Anh thì cả hai đội gặp nhau 31 lần, trong đó Bỉ thắng 5 trận chiếm tỷ lệ 16,15%, Anh thắng 21 trận chiếm tỷ lệ 67,7%, hai đội hòa 5 trận chiếm tỷ lệ 16,15%. Tính 10 lần chạm trán của Bỉ và Anh, gần đây nhất thì Bỉ thắng 2 trận, hòa 3 trận, Anh thắng 5 trận với số bàn thắng của Bỉ và Anh ghi được lần lượt là 10, 19. Nếu tính hiệu suất ghi bàn trận thì Anh ghi được 1.9 bàn trên trận trong các lần gặp Bỉ và Bỉ ghi được 1 bàn trên trận trong các lần đối đầu với Anh. Trong 10 lần đối đầu gần nhất của Bỉ và Anh có 5 trận về tài và 5 trận về xỉu 2.5, trong đó có 5 trên 10 trận tổng số bàn thắng ít nhất là 3 bàn. Thành tích phong độ thi đấu của Bỉ gần đây nhất, Bỉ có một khởi động World Cup 2018 tại vòng bảng, vòng 1/8 và vòng bán kết tương đối nhẹ nhàng. Hiện tại Bỉ đang xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của FIFA. Vì đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao Bỉ toàn thắng trong 5 trận từ đầu mùa giải, tiếp đến là 10 trận gần nhất ở các giải đấu khác nhau. Với các đối thủ đến từ khu vực khác nhau thì Bỉ vẫn hiên ngang khi không để thua bất kỳ lần nào. Bỉ khởi động khá trơn tru từ vòng bảng cho đến trận tranh hạng 3 hôm nay, khi chỉ duy nhất một lần bị Pháp đánh bại với tỷ số 1-0 trong trận bán kết 2 World Cup 2018. Trước đó các cầu thủ Bỉ và thầy trò ông Roberto Martini đã gặt hái được rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khi chưa phải thi đấu bất kỳ một loạt sút luân lưu hay hiệp phụ nào. Với chiến thắng vang dội trước Panama, Tunisia, Anh, Brazil và Nhật Bản, Bỉ thực sự để lại ấn tượng khá sâu sắc với lối chơi cống hiến sân bàn không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút như cái cách mà Quỷ Đỏ từng càng quét qua giải đấu số 1 thế giới này. Với số bàn thắng ghi được tại World Cup 2018 đáng ngưỡng mộ là 16 bàn trên 6 trận, Bỉ tuy không có cơ hội tranh cúp vô địch nhưng cơ hội vớt vát tấm huy chương đồng của Bỉ vẫn đang hừng hực cháy. Đây cũng là trận cuối cùng của họ tại sự kiện bóng đá mùa hè, nên dù sao ông Southgate và Robert Martini sẽ có một cuộc đấu trí không khoan nhượng hôm nay. Tổng bộ 6 trận Bỉ thi đấu thì 4 trận về tài, 1 trận về xỉu, 1 trận về tiền. Thành tích phong độ đối đầu của tuyển Anh gần đây nhất, Anh thi đấu hết sức thuyết phục sau 6 trận đấu tại chung kết World Cup 2018. Mặc dù phải dừng mộng vô địch ở trận bán kết đối đầu Rotia vừa qua, thế nhưng những gì tâm sư để lại ở giải đấu năm nay là điều mà thế hệ cha Anh 42 năm về trước vẫn chưa thể làm được kể từ lần vô địch World Cup 1966 được tổ chức tại quê hương với thành tích 4 trên 6 trận thắng và đi được đến trận tranh hạng 3. Dù thắng hay thua ở lần tái ngộ Bỉ tại World Cup 2018, thì các tuyển thủ Anh cũng sẽ trở về nước với sự tự hào. Ông Southgate và những người học trò của mình xứng đáng nhận được những vòng nguyệt quế dành cho những hiệp sĩ vĩ đại và quả cảm quay trở lại với hương. Hiệu suất ghi bàn của mỗi trận của Anh khá cao, với 2 bàn trên 1 trận và tổng lưới 0.83 bàn trên trận.
Sau trận World Cup 2018 thì Anh ghi được 12 bàn thắng và lọt lưới 5 lần. Ngoài ra, thầy trò của ông Southgate cũng có giai đoạn trước mùa giải hết sức thành công khi thắng 7 trên 10 trận với tổng bộ số trận thắng đều ghi được ít nhất 2 bàn. Chỉ có duy nhất trận thua Rotia ở bán kết đã kéo chuỗi toàn thắng của Rotia xuống còn 4 trên 6 và hy vọng trận đấu tranh hạng 3 hôm nay Anh có thể chơi áp đảo Mỹ như cách mà họ đã làm để đoạt tấm huy chương đồng danh dự hôm nay. Anh là một đội tuyển có lối chơi thiên về tấn công bằng cách tạo các pha giao tranh từ tuyến giữa sân, ngoài ra những cú sút phạt góc, sau đó ấn định chiến thắng từ những pha tranh chấp trên không là điểm mạnh của Tam Sư. Chính chiến lược đã phát huy hiệu quả tối đa và đưa họ vào tận trận đấu tranh hạng 3 với Bỉ hôm nay. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Anh ở các trận đấu gần nhất khá cao với 58%, vượt qua so với 40% của Bỉ. Tuy nhiên khả năng chuyền chính xác của Anh lại là một vấn đề đáng báo động khi chỉ dừng ở mức trung bình 75%, trong khi các cầu thủ Bỉ đi bóng chính xác đến 92%. Thế nhưng những kỹ năng tranh chấp bóng của Anh lại vượt trội khi cướp bóng thành công 64%, bỏ xa Bỉ khi chỉ theo sau với 38%. Trong 6 trận World Cup 2018, Anh thi đấu thì nổ tài 3 trận và nổ xỉu 2 trận. Đội tuyển Bỉ dự kiến ra sân với đội hình 3-4-3, đội tuyển Anh dự kiến ra sân với đội hình 3-1-4-2. Đánh giá đội hình ra sân của Bỉ và Anh, đội nào mạnh hơn? Để nhìn nhận và đưa ra một nhận xét giữa Bỉ và Anh, đội nào mạnh hơn thì quả là một quyết định không hề dễ dàng, khi cả hai đội đều sở hữu những ưu điểm vô cùng nổi bật và có lợi thế. Để đánh giá sức mạnh và ưu thế của hai đội thì các chuyên gia, nhà cái dựa vào những yếu tố sau đây. Với lực lượng của đội tuyển Bỉ và đội tuyển Anh, hầu hết đều là những cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá châu Âu. Đặc biệt, đội hình Bỉ có chiều cao trung bình 1m86 và lứa tuổi trung bình ở mức 29 tuổi. Trong khi đó, đội tuyển Anh với chiều cao trung bình là 1m8 và độ tuổi trung bình của Tham Sư khá trẻ, ở dưới mức 26. Tiếp đến, chúng ta xét về điểm số khách quan của các cầu thủ Bỉ và Anh hôm nay. Điểm số này được tính theo giá trị trung bình thể hiện và cống hiến, cũng như kỹ thuật chuyền sút dưới điểm chính xác. Tại đầu mùa World Cup 2018 đến nay, cụ thể tuyển Bỉ có điểm số trung bình 7.3, trong khi đội tuyển Anh có điểm số trung bình là 7.1. Sở dĩ hai đội tuyển trên không khác biệt nhau mấy khi cả hai đều nằm chung bảng C và gặp hai đội bóng có thực lực yếu như Panama và Tunisia tại vòng bảng. Ngoài ra, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Bỉ hiện nay khá tốt khi chỉ đạt được 61% trên một trận, trong khi đó hiệu suất kiểm soát bóng của đội tuyển Anh lên tới 58%. Tuy nhiên, điểm mạnh của hai đội hiện là khả năng chuyền bóng chính xác, khi cả hai đội đều có hiệu suất chuyền bóng lên tới 81%. Đặc biệt, Anh lại là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong các trận đấu vừa qua với 58 cú sút, trong đó 20 cú trúng đích chiếm 34,5%. Thông tin các cầu thủ chấn thương Bỉ và Anh. Hiện tại không có cầu thủ Bỉ nào gặp chấn thương. Thomas Muni có thể quay lại thi đấu bình thường sau khi thi hành đủ số trận cấm đá. Hậu vệ số 12 trước đó cũng đã vắng mặt trong trận bán kết gặp Pháp. Fekir Fofana là trái tim của đội hình Bỉ và hứa hẹn anh sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho bộ ba phòng ngự trong trận tranh hạng 3 World Cup 2018. Đội tuyển Anh sẽ có một vài sự thay đổi cho vị trí đội trưởng đang được ông Southgate cân nhắc trước trận đấu với Bỉ. Các cầu thủ Anh chưa được ra sân từ đầu mùa giải đang yêu cầu huấn luyện viên trưởng xếp lên đội hình xuất quân trong trận đấu cuối cùng tranh hạng 3 World Cup 2018. Dự đoán kết quả Bỉ và Anh chính xác nhất tại trận đấu tranh hạng 3 World Cup 2018. Cả hai vừa trải qua các trận đấu bán kết vô cùng khắc nghiệt và hoàn toàn không như ý muốn khi đều phải dừng bước dù đã nỗ lực rất nhiều để vượt lên Pháp và Rotia. Nhưng khả năng là có hạn và dù phải chơi trận cuối cùng của sự kiện bóng đá mùa hè với mục đích vớt vát chút danh dự từ tấm huy chương đồng, nhưng điều đó cũng đáng để đánh đổi khi Bỉ và Anh đã đi xa hơn rất nhiều những gì họ mong đợi tại giải đấu vô địch thế giới năm 2018. Để dự đoán kết quả Bỉ và Anh trong trận tranh hạng 3 World Cup 2018 hôm nay, chúng ta cần biết rằng ở Anh và Bỉ đang có những lợi thế rất lớn sau trận bán kết, tuy rằng đã thất bại vừa qua, mặc dù không thể tiếp tục chặng đua lên ngôi vô địch, nhưng một danh hiệu đem về quê hương với tấm huy chương đồng cũng xứng đáng là động lực to lớn để Bỉ và Anh thi đấu hết mình cho trận đấu cuối cùng của họ tại Nga mùa hè năm nay. Anh tuy phải trải qua một loạt sút luân lưu trong trận 1-8 gặp Colombia để phân định thắng thua, nhưng như chúng ta đã thấy ở những gì mà Tam Sư thể hiện tại World Cup 2018, thực lực của họ năm nay không thể coi thường. Mặc dù trượt nhà ở trận bán kết, nhưng nhìn chung khả năng chơi bóng bổng của Anh vẫn được đánh giá cao hơn và họ cũng đã khiến cho Rotia một phen hú vía trước khi nhận bàn thua ở phút 109 của hiệp phụ. Bỉ tuy có Lukaku, Hazard, De Bruyne, Fellaini lập thành bộ tứ
Phối hợp thì anh cũng có Ken, Day, Trippier, Taylin tạo thành gọng kèm kẹp chết bất cứ lúc nào bị thiếu cảnh giác. Nhưng dù vậy, các cầu thủ Anh đều còn rất trẻ và giàu thể lực. Ở độ tuổi trung bình 25, anh bỏ xa Bỉ về sự nhanh nhẹn, khéo léo và sáng tạo trong lối chơi. Điều này thực sự gây khó chịu đến lòng kiên nhẫn của Bỉ ở trận đấu cuối cùng tranh hạng ba hôm nay. Tuy nhiên, theo nhận định dự đoán kết quả Bỉ và Anh từ giới chuyên môn, cùng thành tích số liệu đối đầu của hai đội thì Anh đang là đội tuyển được đánh giá cao hơn rất nhiều và có cơ hội thắng rất cao. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Tâm Sư là điều được người ta đặc biệt đặt niềm tin to lớn.